Hẹn gặp lúc 10 giờ sáng. Trời đất ơi, con của ta, sao số của con lại khốn khổ như thế này? Kìa, người phụ nữ đáng thương, ta là nữ thần biển Hali đây. Cớ sao con lại ôm con khóc nơi đây thế này? Thưa nữ thần biển Hali, con trai bé bỏng của con mới sinh được vài ngày tuổi mà lại mang trọng bệnh. Người ta bảo rằng nó sẽ chẳng thể sống nổi một tuần nữa. Xin người, con cầu xin người, hãy rủ lòng thương tới đứa bé vô tội này. Cách duy nhất để có thể giữ được mạng sống của đứa trẻ này, đó là một cách rất tàn nhẫn với nhà ngươi. Người liệu có chấp nhận không? Thật có cách để cứu con trai bé bỏng của con, thì dù mọi thứ có tàn nhẫn với con bao nhiêu, con cũng xin chấp nhận. Được, vậy ngươi hãy nghe đây. Mạng sống của đứa bé sẽ được đánh tráo cho mạng sống của ngươi. Thưa nữ thần Hali, chỉ xin người cho con thêm chút thời gian để chăm sóc thằng bé, được không ạ? Được, vậy ta sẽ cho con thêm thời gian để ở bên nó. Sau đó ta sẽ để mắt trông nom đứa trẻ này. Cảm tạ nữ thần biển cả Hali. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Nín đi nào con ơi. Cảm ơn nữ thần Hali. Đau quá. À, hết đau rồi. Nhiều năm sau. Dưới sự che chở của nữ thần biển cả Hali, Danby càng lớn càng cường tráng và khôn ngoan. Kìa, là Danby kìa. Trông anh ấy thật khỏe khoắn. Công nhận đấy, đám trai tráng trong làng chẳng bằng một góc của anh ấy. Chà chà, cái cậu Danby kia càng lớn càng khỏe mạnh khôn ngoan. Cô gái nào trong làng mà lấy được cậu ấy thì coi như cũng thật may mắn. Ê, chỉ tiếc rằng mẹ cậu ta qua đời sớm quá. Giờ một thân một mình kể ra cũng tội nghiệp. Nhà đơn chiếc, ra vào một mình thì cô đơn lắm. Bác ơi, cá của bác đi. Bác để cháu kéo nốt về nhà cho bác nha. Cảm ơn cậu nha Danby, cậu thật tốt bụng. Có gì đâu bác. Mẹ, mẹ ở trên thiên đường có cô đơn không? Sao con ở đây thấy trống trải thế này chứ? Tội nghiệp Danby. Ta đường đường là nữ thần biển cả, vậy mà con nuôi của ta lại chẳng phải là một chàng trai hạnh phúc. À, đúng rồi, ta đã ban cho Danby sức khỏe, sự tuấn tú, thông minh. Thế nhưng ta lại chưa ban cho con tình yêu. Cái mà Danby cần ngay bây giờ chính là một người con gái để yêu đương và chia sẻ mọi buồn vui. Bấy lâu nay ta biết con vốn thích chốn dương gian. Con nghĩ sao nếu ta cho con lên trên đó? Nữ thần cho con lên mặt đất thật sao? Đúng vậy. Nhưng có một điều ta muốn nói rõ với con, rằng khi con lên mặt đất, những ký ức dưới thủy cung này của con sẽ mất đi. Những người con gặp, con quen và yêu ghét thế nào sẽ là do cảm xúc của con và tùy con quyết định. Con đồng ý không? Dạ, thưa nữ thần, con đồng ý ạ. Được.
Ôi trời ơi, sao cô gái kia lại bị sóng đánh dạt vào bờ thế kia? Cô gái ơi, cô làm sao thế? Ta đang ở đâu thế này? Anh là ai? Tôi là Danby. Còn cô là ai mà lại dạt vào bờ biển này thế? Nếu hôm nay mà không có ai ở đây thì cô sẽ ra sao? Là chàng đã cứu ta sao? Cảm ơn chàng. Thời gian sau. Chà, không khí tuyệt quá. Lúc nào mình cũng thích được đi dạo ở bờ biển thế này. Xin chào Sammy, cô lại đi dạo đấy à? Tôi biết một chỗ nhìn ra biển xa đẹp lắm, cô có muốn xem không? Vậy sao? Chỉ cho tôi đi. Và đúng như mong muốn của nữ thần biển Hali, cuối cùng Danby và Sammy cũng dần nảy sinh tình cảm. Ngày qua ngày, cứ 10 giờ sáng, cả hai lại hẹn nhau tay trong tay vui đùa trước biển xanh. Thế rồi một ngày kia, khi Danby đang trên đường trở về nhà, thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trời sắp tối rồi, phải nhanh chân về thôi. Cha ơi, nước nóng đây rồi ạ. Ừ, để cha lau mặt cho cậu ấy. Khổ thân, anh ấy bị ngã đến bất tỉnh, lại còn bị gãy chân nữa. Tối nay không về thế này, chắc người nhà anh ấy lo lắng lắm. Thôi, ít ra chúng ta cũng phát hiện ra cậu ấy là cậu ấy cũng may mắn rồi. Chứ nằm ngất trong rừng đêm thì còn nguy hơn. Dạ vâng. Sao hôm nay mãi không thấy chàng ấy nhỉ? Sáng nào cũng vậy, đúng 10 giờ sáng, chàng ấy và mình hẹn sẽ đến đây cơ mà. Có chuyện gì rồi chăng? Có bao giờ chàng ấy quên hẹn với mình đâu chứ? Vài ngày sau. Sammy, con gái của ta, sao lại chỉ có mình con trơ trọi thế này? Có chuyện gì đã xảy ra mà mình không biết sao? Danby, con đang ở đâu vậy? Danby. Anh ăn một chút đi. Cảm ơn cô đã cứu mạng. Không có gì. Nhiều ngày sau. Danby, chàng đang ở đâu vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với chàng vậy? Danby ơi. Danby, nói điều này ra với con thật là khó khăn. Nhưng từ lúc gặp con, ta đã hy vọng rằng thân già này nếu có một ngày rời xa thế giới thì con có thể chăm lo cho Gina của ta. Gina và cha cô ấy đã cứu mạng ta. Thế nhưng còn Sammy nữa, phải làm thế nào bây giờ? Từ lúc gặp nạn trong rừng, ta còn chưa gặp Sammy. Thời gian qua có lẽ chắc Sammy cũng đã tưởng ta không còn nữa rồi. Cha, cha đừng làm khó cho Danby. Chàng ấy còn có cuộc sống của mình. Ừ, con cảm ơn bác. Cảm ơn Gina đã cứu mạng con. Nếu không có hai người thì con cũng không có ngày hôm nay. Con xin hứa với bác sẽ chăm lo cho Gina. Trong khi đó, Sammy vẫn ngày đêm đi tìm kiếm Danby. Cho đến một ngày kia, nàng đã tìm thấy nơi Danby đang ở. Danby, mấy lâu nay không thấy chàng. Hóa ra chàng ở đây. Chàng có người khác rồi sao? Trời ơi. Trời ơi, biết thế ta không đi tìm chàng ấy để làm gì, để phải nhìn thấy cảnh trái ngang như vậy. Chàng ấy đã quên ta thật rồi. Đã
những cái hẹn 10 giờ cùng ta rồi. Thế này thì ta còn thấy sống làm gì nữa. Sammy, con gái của ta, là tại ta, ta đã đưa con đến đây để phải chịu nỗi đau thế này. Nhưng quyết định của Danby ta không thể can thiệp. Người là ai vậy? Ta chính là nữ thần Hali của biển cả đây. Chính là ta đã ban cho con cuộc sống nơi dương gian này. Ta cứ ngỡ ở đây con sẽ được hạnh phúc. Ai ngờ con lại có kết cục buồn bã như vậy. Chỉ bằng giờ đây, con hãy về lại biển cả với ta con nhé. Nữ thần biển cả ư? Về lại với biển? Vậy là sao? Ta sẽ cho con lại ký ức cũ. Với biển cả thì con cũng không còn là Sammy của ngày xưa nữa rồi. Trái tim của con đã yêu thương, đã bị phản bội và tràn ngập nỗi đau. Làm sao con có thể quên đi nỗi đau này cơ chứ? Nhưng cho dù người con yêu thương không còn yêu thương con nữa thì con cũng không muốn quên đi chàng. Thế nên con xin người hãy cho con được ở lại đây. Ôi, Sammy của ta ơi, tình yêu của con quá lớn. Thế nên phép thuật của ta cũng không còn tác dụng với trái tim và tâm trí của con nữa rồi. Đứa con ngốc nghếch của ta. Vậy là Sammy đã lựa chọn ở lại để chờ đợi Danby. Thế nhưng thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Cứ mỗi ngày khi 10 giờ qua đi, trái tim Sammy lại thêm một lần bị bóp nghẹt. Biển cả của ta, Sammy của ta, ta xin lỗi. Hãy cứ coi như ta đã không còn trên đời này. Vì giờ đây, tính mạng của ta không còn thuộc về ta nữa. Ta nợ khu rừng này, nợ người con gái ở đây. Ta xin lỗi. Sammy ơi, đừng đợi ta nữa. Sammy khốn khổ của ta, tình yêu vô vọng của con thật khiến cho ta day dứt và ám ảnh. Nếu chờ đợi là lựa chọn của con thì lần cuối này ta sẽ ban cho con một sức sống bền bỉ khác. Loài hoa mà Sammy biến thành, từ đó cứ khi 10 giờ là lại nở rộ. Từng cánh hoa như hứng lấy những hạt nắng của mặt trời để sưởi ấm cho những giọt nước mắt chất chứa trong lòng của người con gái đầy đau khổ và tuyệt vọng. Người ta ví hoa 10 giờ chính là hiện thân của cô gái Sammy si tình đó. Hoa nở tượng trưng cho nỗi tuyệt vọng năm nào của cô đối với chàng trai, nên chẳng thể tươi lâu được. Sĩ diện hại thân. Đã đói lại còn rét nữa chứ, toàn húp cháo cầm hơi như thế này thì chết mất. Hay là mình sang bắt trọng vây đấu gạo ăn tạm đến ngày gặt lúa nhỉ? Không được, làm thế khác nào nói cho thiên hạ biết mình nghèo kiết xác. Người ta khinh cho, mất mặt lắm. Bác thân ơi! Thím Xuân sang đây làm gì nhỉ? Đàn bà họ tin mắt lắm, nhìn vào là biết ngay nhà chẳng còn gạo ăn. Thím ta mà biết thì có mà cả làng này biết mất. À, đây rồi. Ai hỏi gì thế? Chào bác thân, bác cơm nước gì chứ ạ? À? Vâng, thím đến chơi đấy ạ. À. Tôi ăn rồi thím ạ. À. Hôm nay ăn có hơi quá nên bụng thấy ì ạch, khó chịu quá. Ngày giáp hạt mà có ăn là may lắm rồi bác ạ. À. Hôm nay em đến bác có chút việc đây. Việc gì hả thím? Chả là ngày mai là giỗ ông cụ nhà em, làm ở nhà bác cả. Bác thu xếp lên phố huyện một chuyến. Trước là làm giỗ cụ,
sao là anh em gặp mặt sum họp? Hay quá, đang đói lại được đi ăn cỗ. Vâng, có năm nào dỗ cụ mà tôi vắng đâu. Thím cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ có mặt. Vậy em yên tâm rồi. Bác nghỉ đi, em xin phép về luôn. Ấy, tôi quên mất, thím uống chén trà đã. Thôi, em xin phép, em còn phải đi mời mấy bác ở làng bên. Mấy cái bác nhà giàu ấy khó tính lắm, cứ mời muộn một tí là tự ái không đến. Vậy à, thê thím về nhé. Ngày mai mày lại được chén đẩy rồi nhá, cố nhịn thêm bữa nay thôi. Nhưng mà trời lạnh thế này mà mình chẳng còn cái áo ấm nào mặc cả. Người ta mà biết thì người ta khinh. À, đúng rồi, mình đem theo cái quạt mo này, thỉnh thoảng phè phẩy để người ta tưởng mình thấy nóng bức nên không mặc áo ấm, chứ không phải vì mình nghèo. Trời ơi, trời lạnh thế này, chúng tôi đang rét run hết cả lên đây, mà sao bác cứ phê phẩy cái quạt mo suốt thế? Khổ thế đây, tôi có cái máu nóng, lúc nào cũng thấy người nóng rang chú ạ. Ồ, vậy ư, lạ nhỉ? Vậy là bác đỡ được cái khoản áo bông và chăn mùa đông đấy. Ấy mà thật đấy, suốt mùa đông, tôi chỉ cần mặc mình áo mỏng này thôi. Chú không biết chứ, nhìn người khác mặc áo bông mà tôi thấy hãi lắm. Ngủ là phải nằm chỗ thoáng gió cơ, phòng kín ấm áp, tôi cũng không chịu được. May quá, họ tin sái cổ. Thôi, ta dùng đi chứ, cứ mãi chuyện mãi. Trời cũng muộn rồi, để em sắp xếp cho bác đi nghỉ. Thím chu đáo quá, ngồi mãi tôi cũng thấy mỏi. May quá, phải vào trong chăn làm một giấc, rét quá đi mất. Ơ kìa, mình xếp giường cho bác thần ngủ đó ư? Vậy sao không hỏi tôi? Người bác ấy nóng lắm, mình không thấy trời lạnh thế này, bác ấy còn mặc áo cộc, quạt quạt mo à? Tôi đã sắp xếp một phòng riêng cho bác ấy rồi. Em đã dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, biết bác nóng nên em đã bỏ tấm đệm và chăn đi rồi. Phòng này ư? Vâng, bác yên tâm, phòng này tha hồ thoáng mát, gió lùa bốn phía. Bác khỏi phải lo dùng quạt mo. Thôi, muộn rồi, bác cứ nghỉ ngơi tự nhiên nhé. Sự tích các vì sao. Ngày xưa, ngày xưa, lâu lắm rồi, khi trên trời còn chưa có những vì sao sáng, buổi tối đến chỉ là màn đêm tối đen như mực. Trên một thảo nguyên rất xanh nọ, có đôi vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận. Ban ngày, người chồng lùa đàn cù đi chăn, còn người vợ ở nhà nấu cơm, dệt vải. Và mỗi tối khi trở về, người chồng lúc nào cũng có những món quà nhỏ bất ngờ cho người vợ xinh đẹp của mình. Em xem hôm nay anh có món quà gì cho em nè. Ôi, đẹp quá. Chưa bao giờ em thấy viên đá nào đẹp như vậy. Anh kiếm được ở đâu ra vậy? Anh thấy chúng ở chỗ mỏm núi đá. Nó nằm lẫn trong những tảng đá cứng ở sâu trong hốc núi, nên để lấy được nó hơi vất vả một chút. Ôi, đẹp quá à. Vậy chắc ở chỗ núi đá đó vẫn còn loại đá này đúng không anh? Ừ, có thể vẫn còn, nhưng nó lẫn ở trong đá thường nữa. Em không biết đâu, anh phải tìm cho em thêm loại đá này nữa nha, em thích chúng lắm. Được rồi, vợ anh thích gì anh cũng sẽ kiếm cho bằng được. Nhưng để lấy được loại đá này từ trong đá thường ra thì không dễ, nên chắc sẽ tốn thời gian đấy. Bao lâu cũng được, em muốn chúng mà, anh nhất định phải lấy cho em đó. Ừ, được rồi. Anh hứa rồi đó nha, cảm ơn chồng. Anh nhớ tìm cho em viên đá màu thật sáng nha.
nhất định anh sẽ mang thật nhiều viên đá sáng đẹp lấp lánh cho em. Nhưng có thể anh sẽ về muộn đấy, hãy đợi anh nha. Vâng, em sẽ đợi anh. Để chiều vợ, người đàn ông đã tranh thủ vào núi tìm đến mỏm đá hôm nào để lấy thêm những viên đá mà vợ mình thích. Không quản ngại đường xa và nguy hiểm, người đàn ông để đàn cừu ở đồng cỏ quen thuộc và một mình đi vào mỏm đá hiểm trở. Được thêm một viên rồi. Trong khi người chồng đang chịu cảnh hiểm nguy để kiếm quà cho vợ, thì lúc này ở nhà, người vợ vẫn mải miết ngồi ngắm viên đá lấp lánh mà chẳng còn thiết dệt vải như mọi hôm. Và hôm đó cũng có điều bất ngờ xảy đến. Ủa, chồng mình về rồi ư? Ừ, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là thương nhân, cả chặng đường dài đến đây, cả tôi và chú ngựa này đều chưa được nghỉ. Không biết quý cô đây có thể cho tôi được xin chút nước không? Thương nhân ư? Chắc sẽ có nhiều món đồ độc đáo lắm đây. Ồ, tin đồn quả không sai. Đây quả là một giai nhân hiếm có. Chồng cô ấy thật quá xinh đẹp. Ê, cô làm ơn, cả tôi và chú ngựa đều đã thấm mệt rồi. Được thôi, xin mời ngài. Ừ, đây là... Ngài thấy đẹp không? Đây là món quà mà chồng tôi tặng cho tôi đó. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy gì đẹp như vậy. Cô chưa thấy gì đẹp bằng viên đá đó ư? Vậy còn món này thì sao? Ôi trời ơi, đẹp quá. Ôi tuyệt quá, toàn những báu vật trên trần gian. Nếu mình mà được đeo chuỗi hạt kia một lần trong đời cũng thỏa ước nguyện. Nếu cô thích chúng thì cô hãy giữ lấy đi. Tôi có thể giữ chúng được sao? Hay là cô theo ta. Ta còn có nhiều món đồ đẹp hơn, lộng lẫy hơn nữa. Và những món đồ tuyệt đẹp như vậy phải dành cho một người như cô mới xứng đáng. Hóa ra người thương nhân kia vốn đã nghe đồn về nhan sắc của người vợ, nên đã cất công đến đây để tìm gặp. Và khi tận mắt thấy vẻ kiều diễm của người phụ nữ ấy, người thương nhân đã quyết tâm có được nàng. Còn trong khi đó... Thôi chết, sắp mưa lớn rồi. Mình có lấy thêm viên đá này về, chắc vợ mình sẽ rất thích. Trời ơi, nước cao quá rồi. Lội hay bơi qua đều rất nguy hiểm. Nhưng nếu không liều thì không thể về. Trời sáng và nước rút rồi, phải mau về thôi. Chắc chắn vợ mình sẽ rất vui khi thấy những viên đá mình tìm được. Em ơi, vợ của anh ơi. Vợ ơi, em đâu rồi? Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi. Khi người chồng háo hức mang về cho vợ những viên đá thô sáng lấp lánh, thì cũng là lúc người vợ không còn ở nhà nữa. Người đàn bà đã bị sự xa hoa của cải làm cho mờ mắt mà đi theo người thương nhân để lại chữ chung thủy nơi căn nhà nhỏ của mình. Còn người chồng khi trở về ngôi nhà trống vắng, chẳng thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Anh chạy khắp thảo nguyên tìm vợ mình mãi, tìm mãi nhưng không thể thấy được nữa. Cho đến một đêm, anh kiệt sức gục xuống. Thân hình anh biến thành những viên đá lấp lánh như món quà anh muốn tặng cho vợ, nhưng không thành. Những viên đá bay lên trời rồi xuống khắp thế gian, như tâm nguyện còn chưa dứt của anh là để dõi mắt tìm vợ của mình. Và người ta từ đó gọi những đốm sáng ấy là vì sao. Ba người con của trời và đất. Ngày xưa, trời và đất chỉ cách nhau có mấy sải tay. Người trên trời và người dưới đất qua lại bằng một cái thang. Ngày nọ, hoàng tử Phong Sanga, con của vua trời, xuống trần gian. Chàng bắt gặp nàng Amala, xinh đẹp chăm chỉ, đang gieo mạ. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dạ thưa cha, xin cha đồng ý cho con được cưới nàng Amala dưới trần gian làm vợ ạ. Con trai vua trời cưới một người trần gian ư? Điều đó không thể chấp nhận được. Ta không thể đồng ý.
Nếu con còn giữ ý nghĩ đó thì đừng trách ta ngăn cản đến cùng. Thì chúng ta hãy cùng trốn đi, đến một vùng đất xinh đẹp để sinh sống. Xin thần Hy và thần rừng hãy che chở cho chúng con. Vua trời nổi giận lôi đình, sai tướng đại bàng đi bắt hoàng tử về. Hoàng tử, ngài ở đâu rồi? Mây che thế này ta không thể trông thấy gì dưới hạ giới cả. Nhờ mây trời và cây rừng che chắn, vợ chồng hoàng tử đã trốn được đôi mắt sáng rực của đại bàng. Họ tìm đến một miền đất mới làm ăn sinh sống. Đại bàng cứ mãi miết tìm từ năm này qua năm khác, mà mãi vẫn không thấy tâm tích hoàng tử đâu, cho đến một ngày nọ. Ôi, sao ở nơi hoang vắng thế này lại có khói bếp bay lên chứ? Ồ, thì ra hoàng tử ở đây, đã thế còn có ba đứa con lớn rồi. Hoàng tử phun ta ra, xin hãy trở về trời với thần. Không, không, ta không đi đâu cả, thả ta ra, thả ta ra. Xin hoàng tử đừng làm khó thần, lệnh của vua trời đã ban ra, không ai có thể cưỡng lại được. Thả ta ra. Thả cha ta ra, đại bàng kia. Thả chồng cha, ta ra. Cha. Vua trời vẫn không quên chuyện xưa mà tha cho gia đình ta. Các con ơi, mẹ con mình lên trời tìm cha nhé. Làm thế nào để lên trời hả mẹ? Đến chỗ có thang lên trời, chúng ta sẽ lên được. Người trần gian thật to gan, ta sẽ không để các người tự do lên trời nữa đâu. Từ giờ, người trời và người trần gian không thể nào chung sống với nhau được nữa. Vua trời còn sai đại bàng vươn đôi cánh khổng lồ hoặc tung các đám mây che giữa trời và đất. Mây tan đi bao nhiêu thì khoảng cách giữa trời và đất càng xa thêm bấy nhiêu. Các con ơi, tan đất rồi, trời đất cũng chia xa quá rồi, chúng ta không có cách nào để lên trời tìm cha được nữa. Vậy con sẽ đắp một ngọn núi thật cao, cao chạm trời luôn, khi đó mẹ con ta sẽ lên đón cha về. Mẹ hãy tin chúng con rất khỏe mạnh mà. Ôi, các con của mẹ, các con khôn lớn thật rồi. Cầu xin các thần linh phù hộ cho các con đắp được núi lên trời. Thế là ba anh em, mỗi người một việc, bắt tay vào đắp ngọn núi cao chọc trời. Anh cả khỏe mạnh nhất, tự mình vác những khối đất lớn. Anh hai có tài thuần hóa thú rừng, đã huấn luyện những chú trâu rừng hồi đất đến cho mình. Em ba có đôi tay khéo léo, có thể đào được những khối đất ở những nơi rắn chắc nhất. À, chuyện gì thế kia? Bọn chúng định đắp núi làm đường lên trời sao? Đừng mơ chứ. Đại bàng đâu? Hãy quạt tung ngọn núi của chúng cho ta. Ba anh em người trần gian, hãy ra mà xem, chúng các người tan thành mây khói này. Đại bàng không cho chúng ta xây núi, chúng ta phải làm sao đây? Em đừng lo, giờ chúng ta sẽ làm nỏ bắn đại bàng. Em sẽ làm chiếc nỏ có thể bắn đi hàng nghìn mũi tên, đại bàng sẽ sợ quá mà bay về trời thôi. Anh ơi, bắn đi, tiến lên những mũi tên, hãy cho đại bàng biết sức mạnh của chúng ta đi. Chiếc nỏ của chúng ta đã đuổi được đại bàng bay về trời rồi các anh ơi. Hoàng hô, hoàng hô. Người hãy mau xuống trần gian trừng trị bỏ người trần gian ấy cho ta. Thần xin tuân lệnh. Ta sẽ dẫm bẹp ngọn núi mà ba anh em ngươi vừa đắp lên. Lần này chúng ta có bắn nỏ cũng không làm gì được tướng voi rồi. Anh có kế này, các em hãy làm theo lời anh nha. Dạ. Sau khi nghe anh cả vạch kế hoạch, ba anh em chia thành ba hướng ra đi. Anh cả hút hết cả nước con sông lớn vào bụng. Tướng voi, hãy xem sức mạnh của ta đây. Tướng voi, ngươi chạy đâu cho thoát, ta sẽ cho ngươi thấy người trần gian có thể làm được gì ngươi. Khi voi chạy vào rừng sâu trốn thì gặp anh hai, người có tài thuần hóa thú rừng. Voi ơi, chúng ta sẽ không giết voi đâu, vì voi với chúng ta không thù không oán, chỉ vì vua trời muốn chia lìa cha mẹ ta mà các người phải bị tai họa. Tướng voi nghe những lời nói chân tình ấy thì vô cùng cảm động, xin ở lại hạ giới cùng ba anh em. Trong khi đó, ở trên trời, hoàng tử Phôn Sang Ga lúc nào cũng thương nhớ vợ con. Đêm đêm, chàng ra bờ sông Ngân nhìn về hạ giới khóc than thảm thiết. Nước mắt và lời than của chàng kết thành mưa bão, sấm chớp kéo dài hàng tháng, làm cho các loài vật không đi kiếm ăn được. Các loài vật cử đàn chim bay lên trời tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
sao hoàng tử khóc than suốt ngày đêm như vậy? Ngài có biết ngài đang gây nên mưa bão, làm chúng tôi không thể đi kiếm ăn được không? Ôi, ta xin lỗi, nhưng ta nhớ thương vợ con ở hạ giới quá, nghĩ đến họ là ta không thể ngừng khóc được. Hoàng tử đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ giúp chàng đoàn tụ với vợ con. Đàn chim bèn kết thành tấm thảm lớn chở hoàng tử bay về hạ giới với vợ con. Ta về với ba mẹ con rồi đây. Cha về rồi. Ôi em mừng quá, gia đình mình đoàn tụ rồi. Khi cha thấy các con khỏe mạnh khôn lớn thế này, cha vui lắm. Xin cảm ơn nàng đã nuôi dạy các con rất tốt khi ta không ở đây. Giờ chỉ cần cả nhà ta bên nhau, chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn để giữ gìn cuộc sống yên vui này mãi mãi. Cảm động vì tình yêu thương và đoàn kết của cả nhà hoàng tử Vonsanga, vua trời đã chấp nhận và chúc phúc cho họ. Từ đó, tuy trời đất không bao giờ gần lại nữa, nhưng những người yêu thương nhau đều được sống hạnh phúc bên nhau. Đêm trong rừng vắng. Mẹ, con và Sao đã quyết định sẽ gắn bó với nhau. Hôm nay, con đưa Sao về đây để xin mẹ cho phép. Hôm nay trong người mẹ thấy mệt quá. Chắc mẹ phải vào nghỉ một chút, để hôm khác nói chuyện này nha. Kìa mẹ. Con to gan thật, dám đưa đứa con rơi con vải đó về đây. Mẹ ơi, Sao là người rất tốt bụng và chu đáo, khắp trong bản ai ai cũng thấy. Con xin mẹ đừng chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy mà phản đối chuyện chúng con. Con xin mẹ cho chúng con một cơ hội, nhất định mẹ sẽ thấy Sao là người con gái tốt. Sống trước đổ đâu, sống sau đổ đấy. Nó chắc chắn là đứa chẳng ra gì đâu, con hãy quên ngay nó đi. Mẹ. Vì sao? Em bình tĩnh nghe anh nói đã. Em không muốn vì em mà anh với mẹ bị bất hòa đâu. Em ngốc thật đấy, mẹ cũng là một người hiểu chuyện. Có lẽ chúng mình về thưa chuyện đường đột quá nên mẹ bất ngờ thôi. Sao, nghe anh nói này, hãy kiên nhẫn thêm một chút, nhất định mẹ sẽ đồng ý chuyện của chúng mình. Mấy ngày hôm nay mẹ có vẻ mệt, ngày mai anh sẽ lên đằng đỉnh núi phía Tây cùng với cậu Sủ kiếm ít sâm về cho mẹ. Đợi sức khỏe mẹ khá hơn, mình sẽ lại cùng thưa chuyện với mẹ em nha. Đã dặn là về sớm rồi mà giờ còn chưa về. Đây là món canh măng thằng Mộc thích nhất. Trước khi đi còn cố dặn mẹ nấu nữa chứ. Còn không về sớm á thì không khéo nguội hết bát canh măng, mất ngon. Mộc về đấy hả con? Là cháu Sửu đây. Cháu Sửu đấy à? Thế à, thằng Mộc nhà bác đâu rồi? Bác ơi, cháu xin lỗi, Mộc bị rơi xuống khe vực quá sâu và hiểm trở, cháu không thể đưa cậu ấy về đây với bác được. Hả? Mộc ơi, Mộc à, con tôi đâu? Mộc ơi. Kìa bác, anh Mộc. Không, con của tôi sắp về rồi, nó đang về với tôi mà. Mộc ơi. Bác ơi, anh Mộc thật sự không thể trở về được nữa rồi. Đã bao ngày nay bác mê man không tỉnh, cứ thế này anh Mộc sẽ chẳng thấy yên tâm được đâu bác. Bác hãy mạnh mẽ lên, cháu sẽ thay anh Mộc ở đây chăm lo cho bác. Ủa, bác ấy đi đâu rồi? Bác ơi, bác có thấy bác Mừng đi đâu không ạ? Lúc chiều tôi thấy bà ấy đi về phía rừng. Bà ấy vẫn chưa về sao? Hả? Bác ấy vào rừng ư? Không phải bác ấy lại đi tìm anh Mộc sao? Trời sắp sập tối rồi. Bác Mừng, bác Mừng ơi! Mộc ơi! Kìa bác, trong rừng đêm nguy hiểm lắm, để cháu đưa bác về. Cô là ai? Buông tay tôi ra đi, để tôi đi tìm con của tôi. Bác ơi, bác cẩn thận, phía trước là vực sâu đấy bác. Bỏ tôi ra, để tôi đi tìm con tôi. Bác ơi,
Bác cứ thế này thì anh Mộc có ở suối vàng cũng không an lòng được đâu. Xin bác hãy bình tĩnh lại. Cậu nói sao? Con tôi, con tôi ở đâu? Không, nó đang về với tôi mà. Ồ, mà không, con ơi, mẹ sẽ đi theo con. Bác ơi, cháu xin bác mà. Bác ấy cứ như người mất trí vậy. Phía trước là vực thẳm rồi. Mộc ơi, con ơi, đợi mẹ với. Mẹ ơi. Không, cậu không phải là con tôi. Con tôi đi đâu mãi chưa trở về. Mẹ ơi, con là Mộc đây. Mẹ đến với con nào. Mẹ ơi, con ở đây cơ mà. Mộc. Vâng, con Mộc đây. Mẹ ơi, trước khi đi, con dặn mẹ ở nhà nấu cho con bát canh măng mà. Sao mẹ lại ra đây? Mộc ơi. Con Mộc đây. Canh măng nguội hết rồi con. Để con đưa mẹ về nha. Mộc, con ơi. Là cô. Là cô hôm qua ở trong rừng đưa ta về sao? Con của ta đâu? Sao cô lại... Cháu... Dạ, cháu xin lỗi. Hôm qua đã giả là anh Mộc để đưa bác về nhà. Trong rừng đêm thật sự rất nguy hiểm. Bác ơi, cháu biết bác rất đau lòng. Nhưng thật sự anh Mộc không còn nữa. Xin bác hãy sớm bình tâm trở lại. Thằng Mộc không còn thì sao cô còn ở đây? Bác, xin bác hãy để cho con được thay anh Mộc ở đây chăm lo cho bác. Còn chuyện trăm năm của cô thì sao? Thời gian qua vì thằng Mộc, cô đã chăm lo cho ta đủ lắm rồi. Cô cũng đã cắt đi cả bộ tóc dài của mình vì ta. Tất cả như vậy đủ lắm rồi. Ta thật lòng cảm ơn cô. Từ bây giờ ta sẽ tự lo cho mình được. Cô đừng lo cho ta nữa. Hãy tự lo cho cuộc sống của mình đi. Bác, xin bác đừng bảo con đi. Cả cuộc đời này con đã nguyện ở bên anh Mộc rồi. Nay anh ấy không còn nữa. Xin bác hãy coi con như là phận con cái trong nhà. Để con được thay anh ấy chăm sóc, phụng dưỡng cho bác. Con không trách giận ta đã từng phản đối chuyện hai đứa hay sao? Đó là lỗi của bọn con khi đã thưa chuyện quá đường đột. Chúng con đều nghĩ rằng sớm muộn rồi bác cũng đồng ý cho chúng con. Chỉ tiếc rằng... Ta đã để mình chìm trong nỗi đau quá lâu mà càng lúc càng trở nên quá vô tình. Ta nhận được sự quan tâm, chăm nom của con mà cứ coi đó như là điều mặc nhiên vậy. Thằng Mộc nó nói đúng. Nó nói con tốt bụng, nhân từ. Ấy vậy mà khi ta hiểu ra điều này thì sao lại muộn màng quá vậy? Tấm lòng, bản chất của một con người đâu thể đánh giá qua hoàn cảnh gia đình của họ. Tiếc rằng ta bằng này tuổi rồi mà vẫn hồ đồ. Ta đã không phải với con. Mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.